Thưa quý vị, trong kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay 12 tháng 12, giá các loại xăng dầu đã giảm sâu, trong đó giá xăng RON 95 giảm 1.543 đồng một lít và giá dầu có loại thì giảm đến 1.661 đồng một lít. Giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh áp dụng từ 15 giờ ngày 12 tháng 12 như sau. Xăng RON 953 giảm 1.504 đồng một lít về mức 21.200 đồng. Xăng E5 RON 92 hạ 1.330 đồng, còn 20.346 đồng một lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu cũng giảm giá từ 937 đến 1.543 đồng mỗi lít hoặc kg tùy loại. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.543 đồng, còn 21.670 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.661 đồng, giá bán là 21.901 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 937 đồng, còn 13.016 đồng một kg. Với mức giảm sâu tại kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu về mức thấp nhất từ tháng 3 năm nay. Đồng thời, vừa qua Bộ Tài chính đã đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu xuống mức sàn 1.000 đồng một lít đến mùng 1 tháng 1 năm 2024, thay vì sẽ trở về mức 4.000 đồng một lít từ năm 2023.